bài số 6, Mass và Các Mát. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu những tính năng quan trọng của hai chữ tính này. Đầu tiên đó là Smart, lớp mặt nạ. Cách tạo lớp mặt nạ trong After Effects cũng tương tự như chúng ta cắt giấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành trực tiếp những thuộc tính của hiệu ứng này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một khối màu. Tôi chọn khối màu xanh. Kế tiếp thì tôi sẽ tạo thêm một khối màu nữa. Tôi chọn là màu đỏ để đặt trên khối màu màu xanh. Để tạo mặt nạ cho layer màu đỏ thì chúng ta sẽ chọn một trong hai công cụ, đó là công cụ vẽ polygon hoặc công cụ vẽ pen. Sau khi chọn một trong hai công cụ thì chúng ta click vào một điểm trên layer soft đỏ và vẽ các đường. Chúng ta đóng đường lại và chúng ta đã hoàn thành một lớp mặt nạ màu đỏ nằm bên trên lớp mặt nạ màu xanh. Và các đường được tạo ra trên lớp mặt nạ này thì chúng ta sẽ gọi nó là đường dẫn. Để xóa lớp mặt nạ thì chúng ta chọn lớp mặt nạ và nhấn dẹp. Ngoài ra thì chúng ta có các công cụ vẽ hình chữ nhật để tạo lớp mặt nạ hình chữ nhật, hình bo góc. Hình eclipse, hình đa giác và hình sao để vẽ nên các lớp mặt nạ khác nhau ngoài công cụ vẽ pen tool. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến các kiến tắc trong lúc chúng ta thực hiện vẽ mặt nạ. Đầu tiên, khi chúng ta vẽ một mặt nạ chúng ta được ship thì chúng ta sẽ được mặt nạ với các cạnh đều nha. Chúng ta có thể vẽ được hình vuông hoặc là hình tròn bằng cách này. Kế đó chúng ta chuyển sang giữ phím Control. Việc giữ phím Control thì chúng ta sẽ vẽ được một cái mặt nạ nó đối xứng nhau ngay tại điểm đầu tiên mà chúng ta click chọn. Điểm đó sẽ là tâm của mặt nạ của chúng ta. Đây là một mặt nạ với tính chất đối xứng. Và chúng ta kết hợp hai phím Control và Shift thì chúng ta sẽ được một mặt nạ đối xứng liền. Và bây giờ thì chúng ta đến cái phím Spacebar. Khi chúng ta nhấn giữ phím Spacebar này thì chúng ta có thể di chuyển mặt nạ của chúng ta đi đến các vị trí khác nhau trong lúc này. Đây là một số phím tắt quan trọng khi chúng ta thực hiện vẽ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến hình bo góc. Khi chúng ta vẽ một hình bo góc thì chúng ta sẽ dùng con lăn chuột. Chúng ta lăn lên lăn xuống để thay đổi góc bo. Tiếp đó chúng ta sẽ qua các hình đa giác polygon. Thì ở hình polygon chúng ta cũng có thể dùng con lăn chuột để tăng hoặc giảm số định. Tương tự ở hình star, khi chúng ta vẽ lên thì chúng ta cũng có thể dùng con lăn để tăng hoặc giảm số định như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến tính năng tiếp theo. Khi chúng ta vẽ một lớp mặt nạ thì chúng ta double click vào cái biểu tượng, chúng ta sẽ được một mặt nạ bao quát tất cả layer. Đây là tính năng của lớp mặt nạ. Thì chúng ta double click vào biểu tượng. Một lưu ý nữa, khi chúng ta vẽ mặt nạ, nếu chúng ta không có click chọn lớp mặt nạ nào cả và chúng ta cứ vẽ thì nó sẽ tạo nên một shape layer chứ không phải là một mask layer. Thành ra khi vẽ các bạn chú ý là chúng ta phải chọn layer và chúng ta vẽ trên layer đó thì chúng ta mới được một lớp mặt nạ. Chúng ta đến với các thuộc tính về hình dạng của các lớp mặt nạ. Đầu tiên đó là tính năng invert. Invert sẽ cho chúng ta một tính năng đảo vùng chọn của lớp mặt nạ. Tiếp theo chúng ta click chọn non. Khi chọn non thì nó sẽ không hiển thị lớp mặt nạ. Chúng ta quay về để hiển thị lớp mặt nạ. Và chúng ta sẽ vẽ thêm một lớp mặt nạ với lớp mặt nạ này nằm chồng lên lớp mặt nạ phía trước.
mình add sẽ cho chúng ta một hình tổng dựa trên hình dạng của hai lớp mặt nạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào các tính năng của các lớp mặt nạ. Khi hai lớp mặt nạ chồng lên nhau, chúng ta kích vào tính năng subtract ở một hình. Và bây giờ chúng ta có hình dạng của hình mới bằng hiệu của hai hình bù trừ nhau. Tiếp theo, chúng ta kích vào tính năng intersect thì chúng ta sẽ được phần giao của hai hình. Tính năng like hơn. Tính năng này cũng tương tự tính năng add. Tính năng like hơn cũng tương tự tính năng của intersect. Và bây giờ chúng ta tới tính năng different thì nó sẽ trừ đi phần giao, nó giữ lại các phần khác cho hình của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào những thuộc tính của tính năng mặt nạ. Chúng ta có các tính năng như là mask part, mask shader, mask opacity và tính năng mask emission. Tính năng đầu tiên là mask shader. Tính năng này sẽ làm mờ đường dẫn của mặt nạ dựa trên hai trục X và Y. Khi chúng ta tắt tiêu cực basic thì chúng ta có thể làm mờ ở trục Y hoặc chúng ta có thể làm mờ ở trục X. Tính năng tiếp theo là tính năng mask opacity. Tính năng này sẽ làm thay đổi độ mờ của lớp mặt nạ. Chúng ta thay đổi độ mờ của lớp mặt nạ bằng cách tăng hoặc là giảm hàm số này. Tính năng cuối cùng của chúng ta là tính năng mask emission. Tính năng này sẽ làm cho mặt nạ của chúng ta mở rộng ra hơn hoặc là thâu hẹp trở lại khi chúng ta tăng thông số hoặc là chúng ta giảm thông số. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến những tính năng đang thuộc vào các đỉnh, các đường của hình dạng lớp mặt nạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi vị trí của các điểm nằm trên đường dẫn của lớp mặt nạ bằng cách click vào công cụ Select Tool. Chúng ta sẽ chọn các đỉnh này và chúng ta di chuyển các đỉnh này đến vị trí mà chúng ta mong muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến tính năng Artifact, tính năng thêm điểm. Cách thêm điểm là chúng ta chọn một vị trí nằm trên đường dẫn, chúng ta click vào. Khi chúng ta click vào thì chúng ta sẽ được một điểm mới nằm trên đường dẫn của lớp mặt nạ. Tiếp tiếp đó là tính năng Delete Effect. Tính năng này sẽ xóa các điểm mà chúng ta đã thêm vào hoặc các điểm nằm trên đường dẫn. Chúng ta click vào những điểm chúng ta cần xóa và xóa chúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tính năng Convert to Step, tính năng tạo điểm uống. Để tạo điểm uống thì chúng ta sẽ click vào một điểm nằm trên đường dẫn của lớp mặt nạ. Khi chúng ta click vào thì chúng ta sẽ tạo nên một điểm uống với hai cánh tay đòn. Chúng ta có thể uống một trong hai cánh tay đòn này. Và đường uống sẽ giới hạn bởi hai điểm liền kề. Tính năng cuối cùng là tính năng Mask Shader. Tính năng này sẽ làm cho đường dẫn của lớp mặt nạ mờ đi và chúng ta có thể mở rộng đường dẫn. Ngoài việc mở rộng thì chúng ta cũng có thể thâu hẹp đường dẫn lại. Tính năng tiếp theo là một tính năng tự động. Tính năng này sẽ tạo lớp mặt nạ từ các ký tự văn bản. Thay vì chúng ta phải vẽ nên một cái đường path dựa trên hình dạng của cái ký tự này, thì bây giờ cái lệnh tạo hình dạng từ văn bản sẽ trích xuất các hình dạng cho từng ký tự được tạo thành. Và các hình dạng này sẽ nằm trên một layer mới. Để thực hiện lĩnh này thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta chọn văn bản để chuyển đổi thành mặt nạ. Sau khi đã chọn văn bản xong thì chúng ta sẽ click chuột phải. Chúng ta đến cái bảng thành phần và chúng ta chọn Prismatic Contrast.
sau khi vào cái tùy chọn này thì chúng ta sẽ được một cái lớp son với cái lớp mặt nạ cắt theo hình dạng của cái chất liệu chúng ta, và lớp son nó thì ở đây với tên là tên của ký tự cộng với chữ outline. Với tính năng này thì chúng ta có thể thực hiện một số hiệu ứng thú vị. Đầu tiên thì tôi sẽ làm một cái hiệu ứng chuyển đổi chữ B thành chữ A. Tôi sẽ copy chữ A này và tôi sẽ sửa lại thành chữ B ở bên dưới chữ A. Và tiếp đó tôi sẽ chuyển chữ B này thành lớp mặt nạ. Bây giờ thì tôi sẽ thực hiện việc chuyển đổi lớp viền của chữ A thành chữ B bằng cách là chúng ta mở mask ra, chúng ta chọn cái đường dẫn path này của cái viền chữ A, sau đó chúng ta mở chữ B lên, chúng ta sẽ copy cái viền của chữ B để chúng ta path lên chữ A. Chúng ta sẽ chọn một cái thời điểm là một giây sau, chúng ta path lên thì các bạn có thể thấy một cái motion chuyển đổi từ chữ A biến thành chữ B trên cái đường viền của chữ A như thế này. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành thực hiện việc chuyển đổi đường path của cái lớp mặt nạ màu xanh này. Tôi đặt những key ở đây và sau đó là tôi sẽ chọn cái đường path của cái mặt nạ màu đỏ này để tôi tiến hành chuyển đổi. Thì chúng ta sẽ được một cái chuyển động animation chuyển đổi giữa cái mặt nạ màu xanh này thành cái mặt nạ màu hồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái mặt nạ màu vàng. Tôi cũng sẽ copy cái mặt nạ màu vàng này. Tuy nhiên là ở đây thì chúng ta chỉ có được cái hai cái layer này thôi, chúng ta thiếu một layer thì ta sẽ chọn cái layer màu xanh này để tôi thực hiện được biến đổi cho đồng bộ. Tôi sẽ copy cái layer này rồi phát đến đây, sau đó chúng ta copy cái đường phát của cái mặt nạ màu vàng, chúng ta sẽ phát lên cái mặt nạ màu xanh thứ hai này. Và các bạn có thể thấy là ở cùng một vị trí màu xanh của cái mặt nạ chữ A thì nó sẽ biến thành hai phần của chữ B ở cái lớp mặt nạ phía dưới. Hiệu ứng thì nó trông như thế này. Tiếp theo thì tôi sẽ thực hiện một cái motion khác đối với cái tính năng của đường phát. Bây giờ thì tôi sẽ biến chữ C để thực hiện cái hiệu ứng này. Tôi cũng sẽ chọn C, tôi sẽ biến C này thành cái lớp mặt nạ. Phần này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái motion chuyển động ở một đầu của chữ C. Đầu tiên thì tôi sẽ đặt key ở đây, sau đó là tôi sẽ thực hiện copy cái chữ C này ở một cái vị trí khác và tôi sẽ xoay chữ C. Sau đó là tôi sẽ tiến hành tôi tạo nên một cái lớp mặt nạ mới nữa. Đó là tôi sẽ copy cái điểm gì của cái lớp mặt nạ mới này, tạo lên cái lớp mặt nạ bên trên. Và các bạn có thể thấy là cái motion của chúng ta làm cho chữ C ngã ra. Đây thì tôi có thể sửa đổi cái chữ C này một chút ở cái đầu, bằng cách là chúng ta chọn những điểm trên cái đường bát và phải nổi lên. Rồi bạn có thể thấy cái motion này thì copy phần lại để làm cho cái chữ của chúng ta đông đưa. Tôi có thể điều chỉnh các điểm này để cái hiệu ứng trông nó đẹp và nó hấp dẫn hơn.
mà có thể làm được một cái emotion biến đổi dựa trên là chúng ta sẽ đặt những cái gì ở cái đường vát. Đó là tính năng của lớp mặt nạ ở cái đường vasta. Tính năng tiếp theo là tính năng trap meta. Tính năng này sẽ thiết lập một lớp hiển thị qua một lỗ được tạo bởi hình dạng một lớp layer khác. Layer trap meta có thể là một ảnh tĩnh, một video hoặc là một dạng đồ họa graphic. Lớp layer bên trên được sử dụng như là một lớp hiển thị hình dạng cho lớp layer bên dưới. Lớp layer bên dưới sẽ nhận hình dạng của layer bên trên và lớp này dựa trên thì chúng ta chọn các kênh hiển thị ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ví dụ. Đầu tiên chúng ta có lớp layer bên trên dùng để hiển thị hình dạng cho lớp layer bên dưới. Cách thực hiện là chúng ta sẽ chọn một cái kênh alpha hoặc là alpha invert để thực hiện việc chuyển đổi các mét này. Đầu tiên thì chúng ta chọn kênh alpha các mét. Và bạn có thể thấy được là cái lớp hiển thị hình dạng ở bên trên nó sẽ ẩn đi ở con mắt này và lớp layer bên dưới nó sẽ lấp đầy cái lớp hiển thị phép chữ bên trên của chúng ta. Ở kênh alpha thì chúng ta có thể chọn invert mask để chúng ta đảo ngược kết quả và chúng ta thấy là cái layer bên dưới sẽ bị đục thủng theo hình dạng của layer bên trên. Chúng ta cũng có thể thực hiện di chuyển cái layer bên trên và chúng ta sẽ được cái phần lấp đầy tương ứng ở vị trí của layer bên trên, phần lấp đầy sẽ được layer bên dưới lấp vào. Chúng ta cũng có thể đặt khi để tạo nên một cái scale thú vị cho cái lớp layer của chúng ta. Chúng ta có thể cho nó biến mất hoàn toàn luôn bằng cách là chúng ta tăng cái tỷ lệ scale. Khác với alpha mask, luma mask sẽ cho một giá trị mờ dựa trên độ chói của pixel. Khi chúng ta thực hiện tính năng này thì chúng ta sẽ thấy được một cái độ chuyển của lớp layer bên dưới dựa trên hình dạng và độ chuyển màng của lớp layer bên trên. Bạn xem lại để thấy sự khác nhau giữa hai kênh alpha mask và luma mask. Ngược lại, luma invert mask sẽ cho chúng ta một độ chuyển trông như thế này. Chúng ta có thể sử dụng các kênh alpha hoặc luma của layer để sử dụng làm lớp mờ hoặc là lớp đảo ngược. Bất kỳ một lớp layer nào trong bản vật chất của chúng ta đều có thể sử dụng để làm ngược cho phép mask. Phần bài tập thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hiệu ứng dựa trên mask. Ở đây thì chúng ta sẽ cho một cái chữ test xuất hiện từ nước dựa trên tính năng khác nhau của mask. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên tôi sẽ có một cái file video. Sau đó là tôi sẽ thực hiện một cái phép chữ. Tôi sẽ đổi màn cho các chữ này. Sau đó là tôi sẽ thiết lập một cái motion cho chữ. Motion ở đây là chữ nó sẽ từ điểm mà nó tròn lên. Tôi sẽ đặt hai điểm kia, điểm đầu là cái vị trí bên dưới cho cái chữ. Tôi sẽ đẩy cái chữ này đi xuống lên cái mặt bình và cái vị trí thứ hai đó là cái vị trí của cái chữ nó hiện trên nền trần và cũng bị chỉnh lại cho nó phù hợp. Tiếp theo thì tôi sẽ thực hiện việc
copy cái layer này từ để lên trên, và cuối cùng nó sẽ cắt một đoạn này để tôi che với chị lớp master. Nó quay tròn là một cái lớp để che thì cái chữ after của tôi nó đi xuống mình dưới, và để cho nó khó thể tiếng của nó mà nguyện vào môi trường thì tôi sẽ chỉnh cho cái chữ đơn nó hơi một chút mình luôn, để khi mà chúng ta thực hiện cái motion chữ này nó trồi lên thì nó cảm giác như là cái chữ này là ở dưới một lưới mà nó chạy lên, mình cũng sẽ điều chỉnh lại cái độ màu này một xíu cho nó hợp lý nè, để thấy rằng là một cái cảm giác như là cái chữ của tôi nó từ một điểm trồi lên. Để tập tiếp theo thì tôi sẽ thực hiện tính năng khác nhé. Nhưng mà ở đây cái background nào là tôi sẽ thực hiện việc nhé. Hai cái nền là với nhau cũng bằng cách sử dụng cái mask để làm cái thủ thuật này. Các bạn cũng theo dõi ở cái phần này. Trong bài tập số 2 chúng ta sẽ có hai layer dùng để sử dụng. Một layer thì tôi sẽ sử dụng cái cảnh nền màu tròn. Một layer thì tôi sẽ sử dụng cái cảnh nền của mặt nước. Và chúng ta sẽ thực hiện công đoạn tách phần lại với nhau, chúng ta sẽ ghép thành một cái ảnh nền riêng biệt. Đầu tiên thì tôi sẽ thực hiện việc cắt cái dãy núi này bằng công cụ pen tool. Chúng ta chọn cái layer mặt nước để chúng ta tiến hành cắt bằng cái lớp mặt này. Chúng ta sẽ nương theo phần dãy núi để cắt, cố gắng cắt tốt nhất có thể. Sau đó là chúng ta sẽ đóng cái đường phát này lại để chúng ta được một cái lớp mặt nạ. Bây giờ là tôi đã được cái lớp cắt của mặt nước. Nhưng mà như thế này thì nó trông có vẻ không thật lắm, thì bây giờ tôi sẽ làm cho cái phần rìa này nó nhè vào cái layer bên dưới và cách là chúng ta tăng cái shader. Với các đường dẫn ở thỉnh mơ tôi sẽ kéo xa ra để cho cái tình trạng hậu nữ quá nhiều. Và đi cái phần mà đường dẫn bên trên này tôi cũng kéo cho nó cao cao lên để nó cũng không có phạm vào quá nhiều cái hình nền bên dưới, và cũng chỉnh cái hình nền này cho nó vừa phải. Giờ thì tôi đã được một cái cảm giác tốt hơn, nhưng mà chúng ta sẽ làm lại cái phần màu một tí. Ở đây thì cái màu nó cũng chưa thật sự hấp dẫn, tôi sẽ tạo một cái son. Sau này sẽ lấy cái màu dựa trên các dãy núi. Sau đó là chúng ta để cái layer son ở bên dưới cái màu trời đêm. Chúng ta sẽ chọn cái màu online để cho nó ăn màu xuống tí. Các bạn thấy bây giờ cái lớp màu này trông có gì là tốt hơn. Và tôi cũng sẽ cố gắng điều chỉnh cho cái phần này nó ăn màu xuống xíu để cho nó bớt cái ở cái phần này điều chỉnh một xíu. Thật sự chúng ta cũng có thể là tăng thêm cái mask một xíu nữa cho cái phần vì nó nhẹ hơn tí để màu nó có vẻ là nó đặc hơn. Mình chọn mask.
Sau khi đã hoàn thiện xong phần background dùng để làm nền cho bài tập số 2, thì tôi sẽ thực hiện việc đánh chữ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện hiệu ứng ở bài tập số 2. Để thực hiện hiệu ứng như ở bài tập số 2, đó chính là hai cái chữ, nó sẽ phát ra từ đường chân trời của mặt hồ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chất nét để làm. Và chúng ta cần là tạo nên một cái dùng để chúng ta che như cái chữ nó chạy ở hai đầu như thế này. Chúng ta sử dụng cái shape để thực hiện cái bài tập này. Đầu tiên thì tôi sẽ làm cho cái chữ cắt trước. Chúng ta cũng sẽ đặt position cho chữ cắt. Chúng ta sẽ đóng chữ nét này lại để làm. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái điểm đầu là chữ cắt bên dưới. Và ở đây thì cái chắc nó nằm trong cái vùng của cái shape, và tôi muốn là ẩn cái gì này thì tôi sẽ chọn tính năng là alpha invert nét để chúng ta gạch đảo, tức là khi nó nằm trong cái vùng của cái shape nó không hiển thị, nó chỉ hiển thị khi cái chữ của chúng ta đi ra khỏi cái vùng, và bạn sẽ được cái hiểu trong cái này. Tiếp theo tôi cũng sẽ copy đi cái shape này và chúng ta sẽ thực hiện cho cái nét. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đặt khi cho chữ nét. Chúng ta bật lên rồi thì chúng ta muốn chữ nét này khi đi vào vùng của cái xét này nó hiểu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn alpha nét chứ không chọn alpha invert nét. Và các bạn sẽ thấy được khi cái chữ đó là đi vào vùng thì nó hiện lên cái chữ. Chúng ta sẽ bật lên cái chữ cắt để chúng ta xem lại phần chúng ta đã thực hiện. Và đây là tính năng của các nét trong việc chúng ta chọn vùng hoặc chúng ta chọn nhập khảo vùng. 그린 아카데미 한국에서 나온 학원.